sạt lở bờ biển trong 10 năm qua đã khiến Cà Mau mất đi diện tích tương đương một xã. Cháy xưởng phế liệu ở thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát leo mái tôn dùng dầu rồng dập lửa. Doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng vào chính sách visa mới để du lịch tăng tốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan đề nghị có các giải pháp cấp bách ứng phó với hạn hán. Cấp thiết nhất lúc này là các giải pháp điều phối nguồn nước tại hồ thủy điện, thủy lợi, tiếp tục tích trữ và sử dụng nước hiệu quả, sẵn sàng cho tình huống thiếu nước tới đầu năm sau. Hiện trạng thiếu nước tại các hồ chứa lớn quan trọng đều được cảnh báo đang ở mức rất thấp, thiếu hụt so với quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong thời kỳ mùa cạn trên các lưu vực sông. Mực nước hồ chứa trung bình thấp hơn trong khoảng từ 0,4 m đến 24 m, tương ứng tổng lượng nước thiếu hụt trong khoảng từ 16 đến gần 400 triệu mét khối. Điều này gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo tính toán của Cục Thủy lợi, nguồn nước trong các hồ còn trung bình khoảng 50 đến 60% dung tích thiết kế, trong đó khu vực trung bộ bị ảnh hưởng và có nguy cơ hạn hán. Đi kèm với những nỗ lực cấp bách để cung ứng nước lúc này, để giảm thiểu thiệt hại của hạn hán, thiếu nước, các tỉnh thành phố được khuyến cáo chỉ sản xuất nông nghiệp dựa trên lượng nước đang có. Những diện tích không đủ nước cần phải lùi lịch thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng cần ít nước tưới hơn. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho bờ sông, bờ biển tỉnh Cà Mau bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Trong 10 năm, tỉnh mất đi diện tích tương đương một xã. Hôm qua, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và kiểm tra tiến độ các công trình ứng phó biến đổi khí hậu tại đây. Hiện nay, tổng chiều dài bờ biển Cà Mau đang bị sạt lở khoảng 100 cây số với các mức độ khác nhau. Trung bình mỗi năm, sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 20 đến 30 mét, có những vị trí sạt lở vào sâu khoảng 50 mét. Được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh xây dựng hoàn thành được hơn 56 cây số kè bảo vệ bờ biển với kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng. Bước đầu gây bồi, tạo bãi, khôi phục gần 1.000 hecta rừng phòng hộ. Tuy nhiên, với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không có giải pháp bảo vệ ngay, thì trong thời gian tới, sạt lở tiếp tục làm mất thêm nhiều diện tích đất, rừng phòng hộ ven biển được hình thành qua hàng trăm năm. Chiều qua, thì quả quạng bất ngờ bùng lên tại xưởng gia công cắt xén giấy thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Để xử lý sự cố, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải quay video clip trực tiếp ở hiện trường, gửi về trung tâm chỉ huy để có phương án quy động chữa cháy. Thời điểm xảy ra quả quạng, người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau đó ngọn lửa lan rộng, mùi khét nồng nặc, cột khói bốc lên cao. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường. Do diện tích nhà xưởng rộng nên cảnh sát leo lên mái tôn nhà dân để dùng dầu rồng xịt mạnh vào ngọn lửa. Các chiến sĩ quay video trực tiếp ở hiện trường, gửi về trung tâm chỉ huy xin ý kiến. Hơn một tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do chập điện motor máy. Chiếc xe đầu kéo chở tôn nặng hàng chục tấn sau cú thắng gấp thì bị đứt xích lăn xuống đường. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại tỉnh Bình Dương khiến cho người đi đường một phen quặn vía. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất diễn ra trong thời gian vừa qua. Xe đầu kéo biển số 50H03405 chở theo cuộn tôn nặng khoảng 20 tấn chạy trên quốc lộ 1K hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Biên Hòa. Khi đến giao lộ với đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tài xế thắng gấp để tránh va chạm với xe ô tô phía trước. Hậu quả làm cuộn tôn trên rơ móc bị đứt xích lăn về phía trước đè lên cabin xe, sau đó rơi xuống đường lăn lên vỉa hè. Tại hiện trường, phần cabin bị đè biến dạng nhưng rất may, nam tài xế không bị thương. Mặt đường và vỉa hè bị đè lún theo một hình tròn. Các cuộn hàng quá kim loại nặng hàng chục tấn rất khó chằng buộc, đảm bảo an toàn. Nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhiều lái xe chuyên nghiệp cũng thừa nhận rất khó để có thể xử lý khi có sự cố. Đến nay vẫn chưa có quy định chằng buộc mặt hàng này để đảm bảo an toàn.
Còn giờ hôm qua, thì Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ Lê Quốc Việt, 18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Không có giấy tờ tùy thân, thông qua công ty môi giới nhân sự, lấy tên giả làm hồ sơ để xin tuyển vào làm công nhân tại công ty trong khu công nghiệp. Đối tượng này gây ra vụ trộm cắp tài sản hơn một cây vàng ở khu nội trú. Những tin báo của vợ chồng chị Lâm Thị Siêu là công nhân nội trú trong ký túc xá của công ty Khư Kha thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài vì việc bị kẻ gian đột nhập trộm hơn một cây vàng. Lực lượng chức năng xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Tiễn, là một công nhân mới vào ở trong ký túc xá đang chờ nhận việc. Qua làm việc, đối tượng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào và khai nhận tên thật là Lê Quốc Việt, 18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tên trong hồ sơ xin việc là tên giả do công ty môi giới nhân sự làm để hợp thức hồ sơ. Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quy trình tuyển dụng lao động quá dễ dàng, đơn giản, đang bị kẻ xấu lợi dụng. Hiện có nhiều fanpage tuyển dụng chỉ yêu cầu người xin việc có căn cứ công dân hay giấy khám sức khỏe và giới thiệu đến các cơ sở kinh doanh hay nhà dân để làm công nhân, bảo vệ, giúp việc, tạp vụ, chạy bàn. Lợi dụng kẻ hở này, nhiều đối tượng dùng giấy tờ giả để trà trộn, trộm cắp. Như hồi tháng 7 năm ngoái, thì Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ bảo vệ một quán cà phê trộm cắp hơn 10 chiếc xe máy của khách. Để có tiền cá độ bóng đá, Nguyễn Quang Sơn đã đến công ty ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để xin làm bảo vệ. Và sau đó, đối tượng nghiên cứu địa hình và chờ làm việc, rồi lợi dụng đêm tối đột nhập trộm tài sản. Còn tháng trước, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Võ Thị Ngọc Quyền, 47 tuổi, ngụ quận 7. Đây là người trộm 3 tỷ rưỡi đồng của công ty mình đang làm việc tại quận Bình Chánh. Thủ đoạn để sử dụng giấy tờ giả xin việc của các đối tượng trộm cắp gây khó khăn cho công an trong việc truy tìm. Ngành chức năng khuyến cáo các công ty tuyển dụng lao động cần có quy trình chặt chẽ, kiểm tra chéo, không nên tin vào thông tin một chiều từ phía người xin việc. Để xác minh giấy tờ xin việc là thật hay giả, có thể đưa đến các văn phòng công chứng để xác minh. Và về phía người dân cũng như các cơ sở kinh doanh, khi có nhu cầu tuyển dụng lao động cũng cần chủ động yêu cầu các công ty tuyển dụng phải xác minh cụ thể địa chỉ, lai lịch của người lao động và phải cung cấp đầy đủ giấy tờ công chứng rõ ràng. Muôn kiểu lừa đảo đang nhắm vào sơ hở của người dân, đánh vào tâm lý, thích giá rẻ, cộng với nhu cầu mua dịch vụ tăng cao, rất nhiều các nhóm thanh lý, mua bán tour, dịch vụ du lịch được lập trên mạng xã hội và ai cũng có thể tham gia một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, số lượng lừa đảo trong các hội nhóm này cũng ngày càng tăng. Theo một khách hàng mua voucher dịch vụ trong một hội nhóm trên Facebook, mặc dù kiểm tra kỹ lưỡng nhưng chị không thể ngờ rằng những kẻ lừa đảo lại tinh vi đến vậy. Rất nhiều hình thức lừa đảo được các đối tượng sử dụng. Người tiêu dùng cần có những nghi vấn, kiểm chứng kỹ lưỡng khi thấy mức giá quá rẻ so với thị trường hay những lời quảng cáo không tưởng, thay vì xuống tiền vì sợ mất suất. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thì ngành du lịch lên kế hoạch cho đợt du lịch hè. Dù hứa hẹn sôi động, nhưng thực tế nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch, việc tháo gỡ những rào cản để ngành công nghiệp không khói này tăng tốc phát triển vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo như kỳ vọng. Mới đây, tỉnh Kiên Giang vừa tiếp tục đề xuất miễn thị thực 6 tháng để hút khách quốc tế tới Phú Quốc sau khi trải qua mùa du lịch 30 tháng 4, 1 tháng 5 bể xô. Không riêng gì Kiên Giang, cả ngành du lịch cũng đang mòn mỏi chờ mở cánh cửa visa để gỡ nút thắt cuối cùng, giật dậy du lịch. Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thành phố Phú Quốc giảm hơn 10% lượng khách. Đường bay kết nối đến Phú Quốc hiện chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan. Nhiều đường bay tạm dừng do vắng khách. Một số tuyến mở mới cũng chưa hoạt động như kế hoạch. Thế khó này được tỉnh Kiên Giang xác định một đáp án chung có thể giải, đó là chính sách visa. Không riêng Kiên Giang, trong đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới, nhiều tỉnh thành cũng kiến nghị nới visa để phục hồi du lịch,
như Bà Rịa Vũng Tàu muốn miễn thị thực nhập cảnh đối với thị trường trọng điểm khách lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị áp dụng chính sách thị thực đặc biệt trong một giai đoạn nhất định nhằm thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam ở các thời điểm cần thiết, như kéo dài thời gian hiệu lực của chính sách miễn thị thực lên 5 năm, mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho các thị trường trọng điểm. Nhìn lại các quốc gia lân cận Malaysia và Singapore miễn thị thực cho hơn 160 quốc gia, Philippines gần 160 quốc gia, Thái Lan là hơn 60 quốc gia. Còn Việt Nam chỉ mới miễn thị thực cho 24 quốc gia theo hình thức đơn phương và song phương. Trong bối cảnh thị trường của Việt Nam đang hẹp hơn các nước, tình hình kinh tế thế giới khó khăn, cuộc cạnh tranh điểm đến đang nóng hơn bao giờ hết, thì giới hạn visa càng đẩy du lịch Việt Nam vào thế khó. Tổng kết 4 tháng vừa qua, ngành du lịch rộn ràng trước kết quả đón gần 3.700.000 lượt người. Nếu so với mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm nay, chúng ta đạt 46%, mở ra tín hiệu lạc quan cho hành trình về đích từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, đây là kết quả tăng trưởng đột biến so với năm ngoái khi Việt Nam còn chưa mở cửa du lịch. Nếu so với cùng kỳ trước dịch hồi 2019 thì khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 50-60% dù du lịch mở cửa hơn một năm. Trong khi Thái Lan 4 tháng đầu năm đón đến 8.600.000 lượt người trên mục tiêu 25-30 triệu khách quốc tế cho cả năm. Các chuyên gia tính toán, nếu chúng ta đạt 10-12 triệu khách trong năm nay thì đến năm sau mới có thể trở lại được mức tăng trưởng như 2019 và tiếp tục phát triển tăng tốc cạnh tranh từ 2025. Thời hạn miễn thị thực cho người nước ngoài được kiến nghị nâng lên từ 15-45 ngày, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ. Những đề xuất này được đánh giá là cởi mở và tăng sức cạnh tranh thu hút khách quốc tế. Nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tới, các doanh nghiệp kỳ vọng tạo nên cú hích cực mạnh cho ngành du lịch. Ai nhanh, người đó thắng. Ai nhanh, người đó giành được thị trường. Theo các chuyên gia, Việt Nam mở cửa sớm nhưng hành động quá chậm. Việc giải quyết nút thắt visa là điển hình của sự chậm trễ. Trước nhiều cơ hội vàng bị bỏ lỡ, nếu tiếp tục, du lịch Việt Nam còn tụt hậu hơn nữa. Lãnh đạo bệnh viện quyết định ký giấy mổ cứu bệnh nhân tai nạn giao thông thoát cửa tử. Chiều qua, Bệnh viện quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị cấp cứu thành công em bé sinh rớt trên taxi. Điều đặc biệt là em bé được sinh cực non tháng và cân nặng chỉ 900 gram. Bệnh viện tiếp nhận sản phụ TTTB, 21 tuổi, chuyển dạ sinh và sinh luôn trên taxi. Tuổi thai ước tính 27 tuần, cân nặng chỉ 900 gram. Lúc đến bệnh viện, bé trong tình trạng tím tái, thở yếu, thân nhiệt hạ rất nhanh, nguy cơ nhiễm trùng và tử vong rất cao. Các y bác sĩ nhanh chóng phối hợp hồi sức cấp cứu. Hiện sức khỏe em bé ổn định và được chuyển bệnh viện Di Đồng 1 để tiếp tục được theo dõi và điều trị. Để lại di chứng suốt đời, sống thực vật và có thể tử vong là những nguy cơ mà bệnh nhân nam 15 tuổi này có thể gặp phải nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Tuy nhiên, trường hợp này lại không liên hệ được với người nhà. Xác định tính mạng bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo bệnh viện, đại diện gia đình ký quyết định phẫu thuật. Theo thông tin từ bệnh viện, nam bệnh nhân VTH 15 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, đau đầu, nôn ra thức ăn và dịch tiêu hóa có lẫn máu. Thông tin sơ bộ, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tuy nhiên lại không liên hệ được người nhà. Sau một tiếng trôi qua, bệnh nhân có triệu chứng hôn mê, rồng tử mắt phải giãn, kèm một số biểu hiện nguy kịch. Sau khi hội chẩn liên khoa, trực lãnh đạo bệnh viện là tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Đức Trí, phó giám đốc bệnh viện và kiếp trực thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân. Sau gần 2 tiếng thực hiện, ca phẫu thuật diễn ra thành công. 3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không liệt. Thưa quý khán giả, sau lễ 30 tháng 4 thì giá cua thương phẩm trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vẫn giữ ở mức cao. So với các loại cua khác thì cua gạch được khách hàng ưa chuộng bởi gạch béo ngậy, thịt cua chắc, thơm ngon nên giá cũng cao hơn. Theo các hộ dân, giá cua tăng là do sản lượng thu hoạch cua thời điểm này ít hơn năm ngoái, trong khi nhu cầu tiêu thụ cua vẫn giữ ở mức ổn định, dẫn đến thiếu nguồn cung.
thương lái tăng giá đến tận nơi thu mua nhưng vẫn không đủ hàng để cung ứng cho thị trường. Đối với cuộn gạch có giá dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một ký, tăng 200.000 đồng một ký so với tháng trước. Nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.